Vậy là một người sẽ là vua, còn một người sẽ phải về thần châu cắt cỏ. Anh Mơ Tùng. Ngân Hà. Lại đi với em. Ngân Hà. Không. Người thắng phải là ta. Thế kiếm này người đó làm sao được? Kiểu Vương Thảo. Ngân Hà thuộc về ta. Ngôi vua thuộc về ta. Khoan. Hãy ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt thầy và nghe thầy hỏi đây. Đường kiếm hèn dâm lén vừa rồi con học được ở đâu? Ta thường ngày dạy con thế nào? Nói lại ta nghe. Nói. Cha ơi, chúng con chỉ đùa thôi cha. Im ngay. Dạ thưa thầy. Thầy thường dạy con, kẻ chiến phu đứng trước quân thù, gươm vấy máu, cũng phải đường hoàng minh bạch ạ. Vậy Phương Tùng là thế nào với con? Dạ là anh em ruột. Nhưng đây chỉ là cuộc đùa vui, chứ có gì đâu mà quan trọng ạ. Nhưng trong cuộc đùa vui, con người ta cũng bộc lộ từng phẩm cách. Một phẩm cách sáng trong, một phẩm cách non hèn. Nhưng thưa thầy... Không được cãi lời thầy. Dạ, chúng con lại mẹ ạ. Thưa mẹ xoái, tôi là mẹ, không dạy con được tới nơi, tới chỗ. Xin người thứ lỗi. Dạ, muôn tâu lệnh bà, thần chỉ muốn Phương Tử đây thấu hiểu đạo làm người, nên đã phải nặng lời như vậy ạ. Nào, vào đây con, vào đây con. Dạ, thần xin kính chào lệnh bà, cùng nguyên soái, chào hai hoàng tử và tiểu thư. Kiểu, chào các vị đi con. Dạ, con chào các vị ạ. Ông Khai Ngột. Dạ. Có chuyện gì mà đường đột tới đây? Là dẫn theo đứa trẻ nào vậy? Dạ, muôn tâu lệnh bà trình nguyên soái. Người có nhận ra đứa trẻ này không? Tên nó là Tiểu Quân. Nó là con của thần, được sinh ra cùng một ngày với hai hoàng tử. Nhưng nó là đứa trẻ bất thành, mẹ nó không may mất sau khi sinh nở. Tôi một mình gả trống nuôi con. Ngày ấy nguyên soái thương tình một đứa trẻ mồ côi, nên đã giúp đỡ bạc tiền cho cha con tôi được sống. Muôn tâu lệnh bà trình nguyên soái, cha con tôi sống qua ngày. Ta xem ra cậu bé này là người có chí khí. Được, ta chấp nhận cho cùng hai vương tử theo nghiệp kiếm cung. Dạ, đổi ơn nguyên soái. Kiểu, lệnh thầy ba lệnh đi con. Dạ, con lại đi ạ. Con lại đi ạ. Ẩn đức này cha con tôi biết trả bao giờ cho xong. Ông hãy dạy nó có hiếu với cha, có nghĩa với thầy, trung tín với non sông. Vậy là cha con ông đã trả ơn ta rồi đó. Vậy các trò hãy nghe đây. Kể từ nay Vương Tùng là anh cả. Dạ. Vương Thảo là anh hai. Tiểu Quân là anh ba. Dạ. Còn Ngân Hà là em út. Dạ. Các con phải coi nhau như tình cốt nhục. Các con nhớ chưa? Dạ. Chúng con xin ghi nhớ lời thầy dạy. Các con ơi, anh em
Đúng là một thằng hèn.
Vậy là mày đã thua tao. Vâng, con đã thua. Mày phải làm ngựa cho tao cưới. Con xin hoàng tử. Đứng lên. Con xin hoàng tử. Quỳ. Con xin hoàng tử. Bò. Chỉ đang tập kiếm thôi mà. Dạ, là con tập nữa để cho hoàng tử tấn công. Phượng Thảo, tập luyện mà em cư xử với tiểu quân như vậy sao? Tập luyện thì như thật, thì ra chiến trận mới giết được kẻ thù chứ. Tiểu quân, em có đau lắm không? Dạ, con đau lắm mà. Cái thằng ấy nó bò đấy. Những vết kiếm tàn nhẫn như thế này mà em còn cho là tiểu quân bò ư? Đúng là thương quay khóc mướt. Tiểu quân, nào, em hãy ngồi xuống đây. Nào. Tiểu quân ơi, chuyện như thế nào, em nói cho anh nghe. Dạ, thưa hoàng tử kìa, đừng xưng hô với anh như vậy. Thầy đã dạy rằng, anh em phải coi nhau như tình huynh đệ. Nhưng thưa hoàng tử, đấy, lại hoàng tử, anh là anh của em kia mà. Vâng, anh thì cho phép em được gọi như vậy. Nhưng hoàng tử Vương Thảo thì đâu có chịu. Hoàng tử bảo, mày là một thằng cùng ninh, mày là con của tên Canh, sao dám anh em với tao. Mặc kệ anh ấy quen thói hống hành độc ác. Chứ còn em và anh Vương Tùng, Vương Thảo là người thân mà. Anh là anh của em, chúng ta là người thân, không có địa vị nào có thể ngăn cách cả. Nào, anh đã đỡ đau chưa? Dạ, con đỡ đau rồi ạ. Dạ, là tiểu thư ạ. Không đúng, là gì? Anh nói lại đi. Là em. À, đúng rồi, là thế chứ. Thôi chết, em làm đến đâu rồi mấy thôi. Không, đây, anh khỏe rồi này. Vậy thì, bây giờ anh có thể chơi trò chơi với em và anh Vương Tùng được không? Chơi trò gì nhỉ? Nếu bắt được ai thì người đó...
đừng giữ lễ với chấm như vậy. Mấy tháng nay người ở đâu mà những người ở cùng nào mà nỡ để cái góc cười lạnh lùng chăm đơn vui lẻ? Ôi, có cung nào đâu, mấy lâu nay ta mải mê lo việc triều chính non sông. Đêm hôm qua chợt soi vào gương, bỗng thấy mình đã đến lúc bóng chiều nhạt nắng. Trong lòng ta bỗng nhiên chiếu nặng, ta muốn sang hỏi hậu. Hỏi đi, xem lũ trẻ thế nào, để ta còn quan tính chuyện mai sau. Hoàng thượng còn phải quan tính gì nữa, chiếc ngai vàng kia là phải dùng sẵn cho vua Tùng. Còn của bà chính cung hoàng hậu, còn em ái phi vẫn thứ phi mất đẹp, em đành chịu thua thiệt mà thôi. Ôi âu cũng tại sứ ở trời, con người ta làm sao mà tương lai. Hoàng thượng ái phi, hoàng thượng ơi ái phi, xin nuôi phần nặng chăn đơn gối lẻ, ta thực chẳng yên lòng. Đang đến mùa trăng rằm em thao thức, đôi chim chiếc phong thần thờ phòng không tè. Thôi, đã tới đây rồi xin nàng đừng thờn trách. Ta sẽ cùng nàng vui vẻ hết đêm nay. Hoàng thượng, thẻ nữ đâu? Thank you.
chơi vui, sao cậu lại về? Vui à? Bắt tao chơi với thằng con dân đen, tao không chịu nổi. Thế thì cậu lại nhầm rồi. Không có dân đen thì làm sao có vua có chúa? Mà không có bách tính quân dân thì lấy ai để chúc tụng đấng quân vương? Không có nữa, lấy gì để nâng đỡ những con thuyền? Mà không có người gầy cấy thì đến vua cũng phải nói ra hả? Mày lắm, anh nói với tao phải cẩn thận nghe không? Có ngày tao cắt lưỡi đấy. Trời ơi, cái gì thế này? Thương bào của ông cụ. Ông cụ lang thang nơi nào? Mà Long Bảo là mất ngừa vãi đây. Mặc vào. À, ông đang húi đấy bà. Sẵn có Long Bảo đây, ta mặc thử. Có xứng với ông vua chắc họ. Hey, dạ. Giúp cậu. Con cậu ơi, nhưng mà con sợ lắm. Nhanh lên. Thì cũng trở thành một đấng anh hùng. Mà cậu như bò ấy, thì cũng trở thành thông minh sáng lắm. Cái áo này là quan trọng lắm đấy cậu ơi. Hè. Dạ. Mày xem tao có giống vua không? Giống lắm cậu ạ. Ý gì thì. Vậy thì hỡi ba quan văn vua. Ý lệnh chân truyền. Mừng thiên tử. Dạ. Ông chủ, bà chủ đi đâu để cho con cho ơi à? Lão sược, làm hát riêng ngôi cao. Cứ về quân. Dạ. Chém đầu với tay làm gương cho họ. Dạ. Khối nhanh. Cho người lui. Không thèm. Không thèm mặc chiếc áo lông bào này lắm sao? Dạ. Mẹ sẽ giúp con có được áo lông bào. Kìa, mẹ bảo sao? Con nên nhớ rằng ngân hà đã yêu Phương Tùng là yêu ngai vàng. Thế nên con muốn chiếm được ngân hà thì con phải sao thưa mẹ? Con phải là một người không chỉ có hai bàn tay trắng. Con hiểu mẹ. Vậy là bằng mọi giá con phải là người chiến thắng. Và mẹ sẽ giúp con để không phải là một kẻ trắng tay. Vậy thì con phải ra tay, chậm một khắc một giây là con mất bánh trào đảo. Vậy mẹ hãy giúp con. Nếu nhảy vào lửa để giúp con, mẹ sẵn sàng nhảy. Vậy mẹ nghe con nói đây. Kìa mẹ, chỉ cần mẹ đang một chút thôi mà. Kìa mẹ, mẹ nói nếu nhảy vào lửa để giúp con thì mẹ cũng sẽ nhảy chứ mà. Mẹ giúp con đi. Mẹ. Thôi được, con hãy gọi Vương Tùng vào đây cho ta. Kìa, anh Vương Tùng. Dạ, lời mẹ. Ê, Vương Tùng, đứng lên con. Để mẹ ngắm một chút nào. Chà, đẹp lắm. Mẹ nghe Nguyên Soái ca ngợi con nhiều lắm. Mẹ chỉ ao ước thằng Thảo nhà mẹ cũng được như con. Dạ thưa mẹ, em Thảo học hành rất giỏi, nào có thua kém gì con đâu ạ. Con khiêm tốn thì con nói vậy thôi, chứ thằng Thảo nhà mẹ còn phải học con nhiều. Kiểu con nói với anh để anh dạy lại những đường kia thầy dạy đi. Thầy dạy bài nào xin anh dạy lại cho em. Đúng đấy, con ở đây giúp em luyện tập kiếm thương
để mẹ vào lấy trà sâm cho hai em con cùng uống. Nào, anh dạy em đi. Vương Thảo, rút kiếm cho em. Thầy dạy rằng mai hoa kiếm phải nhẹ nhàng uyển chuyển. Mai hoa kiếm phải nhẹ nhàng uyển chuyển, như bướm bay vờn, như gió thổi ngoài hiên. Như bướm bay vờn, như gió thổi ngoài hiên. Nào, ta bắt đầu. Sống với lũ thú hoang.
mẹ anh là kẻ gian dối à? Mẹ anh là kẻ vu oan giáng họa cho Vương Tùng à? Trời ơi, ta trị ra không nghiêm thì sao trị được việc nước? Việc xét xử Vương Tùng ta... Hoàng thượng, ta giao lại cho Tứ Phi. Kiểu Hoàng thượng, thần thiếp nào cho ông giao đây? Kiểu Ái Phi, Ái Phi là người chịu nạp. Ái Phi phải có quyền xét xử kẻ mắc tội với Ái Phi. Nhưng thưa Hoàng thượng... Kìa mẹ, vua cha cho phép rồi thì mẹ xử đi. Vậy thần thiếp xin linh ý bệ hạ. Tất cả hãy nghe đây, ta tha cho Vương Tùng tội chết. Dạ. Quân tâu thần có mặt truyền giáng hoàng hậu xuống lãnh cung, chặt đôi cánh tay của Vương Tùng làm gương cho trăm họ. Hai cánh tay chặt rồi phải đem về cho ta nhìn tận mắt, rõ chưa? Thần xin tuân lệnh. Ý lệnh. Yeah.
Hoàng tử, người có mệt lắm không? Người hãy ngồi xuống đây nghỉ một lát. Xin lão bá đừng gọi con là hoàng tử. Giờ con không còn là gì nữa đâu. Con chỉ là một kẻ tội đồ đang chờ hình phạt. Không, không. Với tôi, hoàng tử bao giờ cũng là hoàng tử. Người đang mắc vào một nỗi oan khiên, một cái lưới răng, một cái bẫy dập đã đổ xuống đầu người. Ôi, tôi không sao hiểu được. Ôi, cái lẽ đời đen bạc. Ôi, lòng dạ dối lang độc ác. Chỉ vì một chút uy quyền mà người thân lại tàn hại lẫn nhau. Lẽ đời đen bạc rồi gian, lòng sâu ý giả hiền ác tàn nhận tâm, vì đâu giết cả mà người thân thank you.
xin cha hãy chặt hai cánh tay của con để thay cho hai cánh tay của hoàng tử vương tùng. Không, không được, tiểu quân ơi, anh là người mất tội, sao lại để họa cho em? Anh ơi, xin cho em được một lần đền ơn những nghĩa tình anh đã dành cho em. Xin cho em được một lần báo đáp. Anh đã dạy em tránh xa cái ác, anh đã dạy em kiêu hãnh làm người. Ta đã từng chung nhau từ một nụ cười. Vậy thì nỗi đau này của anh, xin cho em được một lần gánh vác. Không, không được, tiểu quân. Cha, hãy chặt hai cánh tay của con đi. Ôi, thật là trái ngang, thật là đau đớn. Cha, con ta đã khôn lớn, nó đã biết làm người, đã biết dành trọn yêu thương cho người mà nó mang ơn dạy dỗ. Còn ta là cha. Cha, ta phải đưa mũi đao này quét sâu vào hòn máu đỏ mà bao nhiêu năm ta nuôi dưỡng sinh thành. Đừng, lão bà ơi, con xin lão bà đừng vì quá thương con mà hủy hoại tiểu quân. Không, nhưng còn lão đã đúng, nó đang làm một việc phi thường, nó đang làm một việc mà kẻ làm cha này dù có đau đớn đến đâu cũng tự hào khâm phục. Vậy thì cha ơi, cha còn chần chừ gì nữa, hãy cứu hoàng tử đi, hãy cứu anh con đi. Cha ơi, đây là những nhát đau nghĩa tình, xin cha đừng đau đớn xót xa. Cha sẽ thấy con của mình khi lưỡi đau chém xuống. Hơi thần linh sông núi một đứng ăn một mình tâm tiếng này không nghe ở hơi mưa rừng đã buông bão rồng hay chứng giám cho tâm lòng. Thank you.
con chiếu tướng thế này phụ vương đã chịu chưa? Ta thua. Hôm nay ta không làm sao tập trung vào ván cờ được. Tâm hồn ta cứ để nơi nào. Ta thua. Không. Thật ra thì hoàng thượng không thua. Hoàng thượng đã thua chỉ vì đối thủ của mình chơi gian nước. Nguyên soái, khanh nói sao? Dạ, muôn tâu hoàng thượng. Thần đã xem ván cờ này từ đầu. Hoàng tử đã lợi dụng lúc hoàng thượng phân tâm để lấy đi mất con xe từ lúc nào mà hoàng thượng không hề hay biết. Thưa nguyên soái, con bao giờ cũng là người trung thực. Ván cờ với phụ vương, con nào dám dối ra? Nhưng vì lòng hiếu thắng, vì lòng tham mà con đã lừa dối cả cha mình để thắng ván cờ này cho bằng được. Đúng rồi, ta mất con xe lúc nào mà ta không biết. Mất cánh tay rồi thì còn chống đỡ làm sao? Kìa cha, mắt ta kém rồi nên để sơ hở thất bại trước vương. Ta thua. Nguyên soái, khanh thấy vương thảo con ta nó đã trưởng thành rồi chứ? Nó đã là người xứng đáng kế vị ngôi cao. Dạ, tâu hoàng thượng. Đúng như vậy, thần là người dạy vương tử đây, mà đến bây giờ thần cũng phải chịu thua những sắc sảo và mưu kế của ông học trò tài giỏi này đấy ạ. Cấp báo. Muôn tâu, ông cai ngục đã đem đôi cánh tay của hoàng tử Vương Tùng trở về. Cho mang vào. Thi hành xong lệnh chặt tay của Vương Tùng về sao nộp với triều đình. Ôi, xong rồi à? Thế cũng là xong một việc. Luật pháp phải nghiêm mới giữ được sự bền vững của sơn hà. Chặt cánh tay con, ta cũng thấy xót xa. Không còn cách nào khác vì con đã xa vào một tội lớn. Đôi tay đã từng viết nên những cánh hoa, từng viết nên những câu thơ nặng nghĩa nặng tình. Đôi tay đã không hề tiếc sức mình để che chở và vuốt ve cho những kiếp người cùng khổ. Nhưng luật pháp vẫn là luật pháp. Thưa thầy, bây giờ thầy hãy đưa phụ vương vào trong an nghỉ. Còn ông, sao? Ông hãy mang đôi cánh tay này vào nội cung trình lại với mẹ ta, để bà thấy rằng lệnh của bà đã được nhà ngươi thi hành trọn vẹn. Thầy xin tuân lệnh. Ngã bảo,
đi tận rừng sâu, làm sao mà tiểu thư đến được? Không, con sẽ đến. Dù chân trời góc biển, dù trăm thác nghìn đèo, dù vách đá treo leo, tiếng gọi của tình yêu, tiếng gọi của tình yêu sẽ làm con thêm mạnh. Vậy thì tiểu thư hãy đi đi. Cánh rừng phía nam là nơi Vương Tùng hướng náu. Người cố tìm sẽ thấy kẻ cần tìm. Chúc cho tiểu thư chân cứng đá mềm. Tiểu thư hãy đi đi. Vâng, chào lão bà, con đi. Chồng chung
khoái lòng con, thương nhớ mẹ. Vì con mẹ mắc nỗi cứ để mặc con linh vợ em giải luộc vào đây.
tận mắt. Rõ chưa? Thần xin tuân lệnh. Trời, từ xưa tới nay đã bảo đến Lanh Cung là bị đọa đày cho hết kiếp, sao hôm nay lại có lệnh vua bắt xử tội ra hình? Tôi nghĩ vua bắt chết thì bày tôi phải chết. Vùng Tùng con ơi, thế là từ nay sẽ tận hẳn những lời mẹ cắt, không còn tiếng mẹ ru trong gió gọi con về. Chuyện này là thế nào? Dạ, muôn tâu hoàng thượng, hoàng tử Vương Thảo đã đem đến đem tờ sắc chỉ của người, mặc lệnh bà đây phải chết. Sắc chỉ của ta bắt nàng phải chết? Làm gì có tờ sắc chỉ đó? Tờ sắc chỉ đó đâu? Dạ, muôn tâu, hoàng tử Vương Thảo đã đem đi, thần không được biết. Dám giả mạo cả sắc chỉ của ta? Nàng, nàng có được đọc không? Có đúng là bút tích của ta không? Muôn tâu hoàng thượng, rất tiếc là kẻ nô tỳ này đã được nhìn tận mắt, và hình như là bút tích của người. Không, không, không bao giờ ta có tờ sắc chỉ đó. Cũng may là ông cai ngục đây vào tâu kịp, nếu không thì ta đã phải vĩnh biệt nàng rồi. Muôn tâu hoàng thượng, nơi lãnh cung này cũng chỉ là cái chết mà thôi. Sao hoàng thượng không để cho kẻ nô tỳ này ra đi cho thanh thản? Kìa hoàng hậu, hậu ơi, bao lâu nay ta tưởng con giấc mơ hoàng loạn, chỉ từng nghe ta như lạc giữa một mê cung. Quanh hoàng cung chỉ là đêm tối mịt mùng, một mình ta vẫn ngọn nến lung linh yêu hắt. Chẳng thương mê ta đầm đìa nước mắt, ta gọi tên em, ta gọi Vương Tùng. Hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng hậu, bao lâu nay ta mê mãi. Hoàng hậu,
Sao lại thế này?
sao lại thế này? Dạ thưa thầy, đó là em Tiểu Quân đã gánh nạn thay con. Tiểu Quân. Vui cháu là chết. Thầy. Nhưng không còn biết nhau khác này. Mỗi tay của Hoàng Tử Vương còn cần thiết hơn mỗi tay của Thằng ai là Hoàng Tử Vương Tùng? Dạ, thưa cô nương, đây chính là Hoàng Tử Vương Tùng. Sao ta nghe nói Vương Tùng là một tên phản nghịch, ám hại thứ phi, làm loạn triều đình. Hắn đã bị tội hình chặn hai cánh tay và đuổi vào rừng sâu. Sao người vẫn còn đứng đây với hai cánh tay nguyên vẹn? Dạ thưa cô nương, đây đúng là Hoàng Tử Vương Tùng, nhưng không như người ta nói, Hoàng Tử không có tội, không ám hại thứ phi, không làm loạn triều đình. Hoàng Tử là một người chân thật hiền lành, bị người ta lừa vào một mưu gian kế hiểm. Và đứa em kết nghĩa của tôi đây đã sẵn sàng dâng hiến đôi cánh tay để cho tôi được nguyên vẹn hình hài. Trời ơi, có chuyện như vậy ư? Vậy ra anh là người có tâm hồn cao cả, sẵn sàng hiến thân mình để gánh nạn cho người thân. Anh là người phi thường, trên đời này anh là người hiếm có. Xin tha tội cho tôi. Kiệt. Xin tha tội cho chúng tôi. Kiệt, xin các cô hãy đứng lên. Nhưng kẻ nào đã gây ra chuyện này? Đó là đứa em cùng cha khác mẹ, vì quá ham muốn ngai vàng nên đã mưu tính với mẹ mình, đẩy hoàng tử vào nơi cạm bẫy. Giờ nơi triều đình họ đang vui vẻ sung sướng, bỏ lại hoàng tử lận đận giữa rừng sâu. Thế bây giờ hoàng tử tính sao? Tôi còn biết tính sao? Quá không có đường mà cỏ dại đã lan tràn mặt đất. Giờ tôi chỉ là một tên hành khất, đi lang thang khắp thiên hạ kiếm sống nuôi em. Anh cam chịu như vậy ư? Bỏ ngai vàng, bỏ thần dân, bỏ xã tắc giang sơn cho phường giang xảo ư? Nhưng tôi biết tính sao? Quanh tôi giờ không có ai, chỉ còn lại một đứa em thương tật. Không, còn không được nghĩ như vậy. Để cho cái ác chỉ vinh, cái ác trên môi cao sơ đọa đầy thần dâm châm họ, phải đòi lại đất trời cho hoa được nở, cỏ dại quanh mình phải nhổ sạch đi. Đúng, cỏ dại quanh mình phải nhổ sạch đi. Bây giờ em mời mọi người hãy về sân trại của cha em. Biết đâu có ngày em sẽ giúp mọi người trở về triều đình, đòi lại ngai vàng ngôi báu. Now study. Hãy subscribe.
thì phải đôi bàn tay của người đi hái măng hái nấm. Cô đi đâu? Tôi đi tìm một người. Cô là người của triều đình được phái đấy nào. Cô đi tìm những tên tội phạm ư? Thế thì ở đây không có. Thôi cô hãy đi. Không, tôi không phải là người như cô tưởng. Tôi đi tìm người thương của tôi. Một người mà tôi yêu quý nhất trên đời. Thế người đó là ai? Cô thử nói tên xem. May ra tôi biết, tôi sẽ mách bảo cho. Người đó là Vương Tùng. Vương Tùng là người yêu của cô à? Vâng. Thế thì ở đây không có. Đấy. Thôi cô hãy đi đi. Kiếm đi không đáng mà tìm. Cũng kiếm rồi. Đi đi. Có phát đưa mày bán rồi thì nó cũng kiếm rồi. Nó muốn kiếm rồi. Tân hoàng hậu đây chứ còn ai nữa. Có đúng thế không? Yeah. Thôi,
Phụ vương đừng làm to chuyện thêm nữa. Cho đòi các khanh. Cho đòi các khanh. Để cùng các khanh luận tội. Ý các khanh sao? Dạ. Không ngài muốn tâu gì à? Tâu phụ vương. Vậy ý triều đình thế nào chắc phụ vương đã hiểu. Tờ sắc chỉ ấy là chữ viết của con. Con thay cha thì có gì mà phụ vương phải băn khoăn? Mà cũng đến lúc rồi đấy. Cũng nói gì? Đến lúc gì? Đến lúc cha rời bỏ ngay mà. Và con sẽ lên thay cha trị vì thiên hạ. Trời ơi, đến lúc như thế rồi sao? Chứ sao? Cha đã già rồi, sức đã tàn, tuổi đã cạn. Mày không cầm được mọi lúc đâu. Chân run run không đứng vững trên bệ dòng. Vậy thì con ngồi đó làm gì? Cho cổ thần dân chết họ. Còn nói đúng, cha đã đến lúc bóng chiều nhạt nắng. Mà cha nhớ ra rồi, đã có lần con mặc trộm long bào tập làm vua. Qua lúc tập rồi, bây giờ con làm thật. Thưa cha, con nói thật sao? Đến lúc này thì con không nói dối. Kìa, mau lên cha. Chín bậc thềm dòng trước đây người bước lên rất nhẹ, bây giờ nay rời bỏ ngay vàng sao nặng nề thế? Thưa cha, quân thần đâu? Mau đưa ông già xuống để ta lên tiết triều tay ông ấy. Con ơi, con không nghĩ đến những điều nhân đức hay sao? Con không nghĩ đến tình phụ tử nữa hay sao? Vậy mẹ đã dạy con thế nào? Con ơi, con ngủ cho say, lớn lên mà chiếm ngai vàng thầy tay. Bây giờ là lúc con chiếm đây này. Vương Thảo, con ơi, mẹ xin con, mẹ lạy con. Vương Tùng đã bị chặt hai cánh tay rồi đuổi vào rừng. Con bỏ ai trên chân với con nữa đâu? Con làm gì mà gọi thế hả con? Nhưng con muốn có ngay bây giờ. Là mẹ đã dạy con đó. Vương Thảo, sao lại phải đi vòng? Hãy dẫm lên những luống hoa mà lên đây với mẹ. Đừng sợ nát những cánh hoa mà đôi chân con bước nhẹ. Gương từng chiếc lá trên cành thì làm sao nên nghiệp lớn con ơi. Mọi lời van xin của mẹ cũng đã muộn rồi. Bài học mẹ dạy con nhớ kỹ. Lính đâu? Hả? Đưa bà ta đi. Không, Vương Thảo ơi, mẹ xin con, mẹ lạy con. Vương Thảo ơi, độc ác quá, tàn bạo quá, con ơi. Nào, bây giờ thì xuống. Đưa cha. Bây giờ thì ta đã hiểu. Bàn giao. Bàn giao đâu quá rồi. Mai con cũng không về. Đây, của anh đây. Cả cuộc đời dựng nghiệp của ta đây.
ngày cho cẩn mật. Đừng để ông ấy đi lang thang ra ngoài mà làm vẽ mặt tân vương. Rõ chưa? Rõ. Xin bái lạy tân vương. Thần xin bái lạy tân vương. Thần xin bái lạy tân vương. Thần xin bái lạy tân vương. Xin cho rồi chẳng có lúc lên voi. Thank you.
dẫm lên những lúa hoa mà lên đây với mẹ. Đừng sợ nát những cánh hoa mà đôi chân con bước nhẹ. Hướng từng chiếc lá trên cành thì làm sao nên nghiệp lớn con ơi. Người đâu? Dạ. Mang cái sắt ra ngoài. Đang bị chặt tay và đuổi vào rừng sâu. Còn một đứa đã lên ngôi hoàng đế. Còn ai gọi ta là cha nữa đâu. Cha ơi, xin cha tỉnh lại đi. Cha nhìn kỹ con đi. Con vẫn là Vương Tùng của cha ngày ấy. Vương Tùng, con cũng oán hận cha sao? Cha ơi, cha con ta đã bị ngạn lửa, làm sao con có thể oán hận cha cho được? Sao hai cánh tay con vẫn còn nguyên vẹn? Dạ, đó là em Tiểu Quân đã ganh nạn thay con. Tiểu Quân là ai? Dạ, là con của thần. Thì ra chính con là người đã hy sinh để Vương Tùng được nguyên vẹn hình hài. Ta đổi ơn con nhiều lắm. Tiểu Hoàng Thượng, con chỉ là một đứa em thôi, nhưng anh Vương Tùng yêu thương con hết mực. Con nguyện hy sinh để trả nghĩa cho anh Vương Tùng. Dạ, Muôn Tâu Hoàng Thượng, con của thần đã làm đúng, cho nên thần buộc phải đem đôi cánh tay của con thần về để lừa dối đức vua. Ôi, sự lừa dối thiêng liêng, ta xin cúi đầu mang ơn bà tinh vương về hoàng thượng. Tất cả đều như một giấc mơ, cao cả thấp hèn, trắng trong độc ác, tiếng khóc nụ cười xen lẫn bên nhau. Chỉ vì chiếc ngôi cao mà con người ta sẵn sàng làm tất cả. Máu xương trăm họ yêu linh. Vương Tùng, dạ, chiếc ngai vàng này ta trao lại cho con, và bài học máu xương này con hãy nhớ từ khi thơ bé đến khi ngửa mặt làm người, để làm một con người khó lắm con ơi. Dạ, con xin ghi nhớ lời cha dạy. Tất cả hãy nghe đây. Tuyền, treo đèn kết hoa, hát mừng thiên tử. Dạ bà ơi, bà.
Thủy Dung trong vai Hoàng hậu, Bá Thủy Linh, Trịnh Thị Hồng Hạnh trong vai Thứ Phi, Nguyễn Trọng Tuấn trong vai Vương Tùng, Hoàng Tuấn Anh trong vai Vương Thảo, Lê Ngọc Ánh trong vai Ngân Hà, Nguyễn Văn Nguyên vai Tiểu Quân, Nguyễn Quốc Khánh vai Cai Ngục, Nguyễn Thảo My trong vai A Sa, Nguyễn Xuân Tùng K41 hỗ trợ vai Nguyên Soái, Nguyễn Thị Yến vai Thị Nở, Phan Thanh Hằng vai Bà Cô, diễn viên Xuân Trường Nhà Trèo Việt Nam hỗ trợ vai Chí Phèo, âm thanh Nguyễn Duy Quyền, Nguyễn Khánh Tân, ánh sáng Nguyễn Ngọc Anh, giảng viên hướng dẫn. Trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Vũ Thúy Ngân, đạo diễn Vũ Ngọc Minh, giảng viên chủ nhiệm thạc sĩ Bùi Thị Hiền, thạc sĩ Nguyễn Công Tú, thạc sĩ Nguyễn Hoài Thanh, tập thể lớp diễn viên trèo nhạc cung kịch hát dân tộc và đạo diễn âm thanh ánh sáng K39. Chúng em xin được chân thành cảm ơn sự cổ vũ nhiệt thành, những tình cảm, những bó hoa tươi thắm của các đại biểu, các bậc phụ huynh, các vị khách quý cũng như toàn thể các bạn sinh viên.